Trời ơi, trời ơi, đẹp quá. Xinh xắn không? Rất xinh đẹp, chào đàn gái. Dạ, trời ơi. Anh Linh ơi, anh thắc mắc quá. Bên kia là trai tài, bên này gái sắc, mà tại sao lại ế nhỉ? Đúng rồi. Tại vì công việc của em là từ 8 giờ sáng em làm tới 5 giờ chiều, và buổi tối em từ 6 giờ đến 11 giờ em phải đi làm thêm. Buổi tối em đi làm thêm để gì nữa? Em làm BT sale tự do. Tức là em là BT luôn hả? Dạ đúng rồi. Giờ xin mời bạn nữ. Mời bạn nam. Chào em. Xin chào anh. Bây giờ hai người đã có mặt sân khấu rồi, mình giới thiệu về mình đi. Mời em trai. Xin chào hai MC. Và xin chào tất cả mọi người. Và xin chào bạn gái của mình trong tương lai. Tôi tên là Ide Kazuhiro, đến từ Nhật Bản. Hai gọi Kazu nha. Bây giờ là 36 tuổi, sống ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng 4 năm rồi, là công việc là nghệ sĩ hài. Dạ, em chào chị Nam Thư và anh Quyền Linh ạ. Em tên là Du Thị Thảo, hiện tại em đang làm chuyên viên sale bên bất động sản chị. Thảo năm nay em nhiêu tuổi? Năm nay em 24 tuổi. Anh Kazu bên kia là người Nhật. Thì em có ngại là mình sẽ hẹn hò với người nước ngoài không? Nếu như chúng ta hợp nhau, chúng ta bấm nút. Em không ngại, em chỉ cần lý do thôi chị. Kazu ơi. Dạ. Lý do tại sao Kazu lại muốn tham gia chương trình hẹn hò? Trước đây Kazu không nghĩ là không muốn kết hôn, nhưng mà bây giờ là 36 tuổi nên mỗi ngày rất buồn, sống một mình thôi nên một mình thôi. Bây giờ mình sẽ nghe Thảo nói tí xíu về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân ha. Em rất là mạnh mẽ, em rất thích cái lối sống Tây, giống như là phụ nữ mình là phải đẹp, phải sexy. Đẹp là để cho mọi người chú ý, để nhìn chứ không phải là lúc nào cũng phải kính đáo, kính cổng, cao tường thật sự. Chị cũng nghĩ như em. Dạ. Kazu có thích bạn gái sexy không? Chắc chắn nha. Dạ. Chắc chắn nha. Hiểu chưa? Trời nôn quá, để qua coi mặt Kazu nè. Kazu nhìn rất là hot boy nha. Dạ, hi. Xin chào. Xin chào. Nam Thư. Kazu, điểm mạnh và điểm yếu của bản thân Kazu là gì? Điểm mạnh là hiền. Hiền. Là biết tiếng Nhật. Ồ, rõ ràng rồi, Kazu là người Nhật. Luôn nhiệt tiếng với mọi người, là biết nấu món Nhật Bản. Dạ. Yeah. Nhưng mà biết nấu món Việt Nam không? Kazu qua Việt Nam thích ăn món gì ở Việt Nam? Gỏi cuốn và bánh xèo. Em hỏi bên kia biết làm gỏi cuốn bánh xèo không? Bao ngon chị. Suy nấu ăn rất là ngon. Đó là điểm mạnh. Còn điểm yếu của Kazu? Điểm yếu là chơi giỏi tiếng Việt. Nói vậy là giỏi rồi đó. Rất giỏi rồi. Và tôi không thể nhỏ ngàn chín em. Không phải ga lăng. Tức là Kazu không phải tuyết người ga lăng. Không nhớ được sinh nhật, không nhớ được những cái ngày quan trọng. Không nhớ ngày kỷ niệm. Tại vì là tôi nghĩ là mỗi ngày là ngày kỷ niệm. Có tật xấu nào không? Tật xấu? Thích uống bia. Dù thích uống bia. Thích đi nhậu. Nhậu nhiều không? 4, 5, 6 lon. Một ngày uống 6 lon. Và sau đó là uống soju. Em gái, dạ. Em biết nhậu không? Làm khoảng 6 chai. Wow. Siêu uống được 6 chai nha. Hợp nhau nè. Hợp nhau. Kazu thích con gái như thế nào? Chắc chắn hiền, đẹp, nấu ăn tốt, mỗi ngày rong rệt. Gì nữa? Có thể suy nghĩ về cho người khác. Kazu có thích con gái giỏi kiếm tiền không? Thích à? Nếu mà đi ra ngoài kiếm tiền thì sẽ không giỏi dọn dẹp thì sao? Là không sao nha. Ok đúng không? Ok. Đó, dạ, em chào Quyền Linh. Trời ơi, đẹp quá. Xinh xắn không? Rất xinh đẹp, chào đàn gái. Dạ, trời ơi. Anh Linh ơi, em thắc mắc quá. Bên kia là trai tài, bên này gái sắc, mà tại sao lại ế nhỉ? Đúng rồi. Tại vì công việc của em là từ 8 giờ sáng em làm tới 5 giờ chiều, và buổi tối em từ 6 giờ đến 11 giờ em phải đi làm thêm. Buổi tối em đi làm thêm về cái gì nữa? Em làm BT sale tự do. Tức là em là BT luôn hả? Dạ đúng rồi. Nếu mà gặp người đàn ông ở Nhật, anh ấy muốn em về Nhật ở thì được không? Thường thường người ta nói thì có chồng phải về nhà chồng thôi anh. Về nhà chồng thôi không sao đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà đối với công việc thì em thích
đi làm để kiếm tiền hơn so với là ở nhà để xài tiền của người khác. Giống như là cái kiểu như em thích tự do rồi, em không thích ràng buộc này, không thích gia trưởng này, đặc biệt là vũ phu. Em không muốn cãi nhau. Không muốn cãi nhau luôn. Vậy là được rồi đó. Dạ, nói chung là khi có xích mích gì đó thì mỗi người nhường hoặc nhịn nhau một tiếng là được. Anh là diễn viên hài mà lúc nào cũng cười luôn. Kazu đi với ai? Là vợ em bản thân nhóm Double Beach. Em cũng là người Nhật luôn. Người Nhật. Tôi tên là Shinsuke. Em thấy cô gái đó được không? Đẹp. Đẹp và dễ thương. Đẹp và dễ thương. Shinsuke thấy phù hợp với Kazu. Hãy bấm nút đồng ý để Kazu có cơ hội hết ế. Ế. Và có thể lấy được vợ có gia đình hạnh phúc như Shinsuke. Shinsuke kết hôn rồi. Yes. Xin lỗi. Cảm ơn Shinsuke. Cảm ơn. Rất là dễ thương, có duyên lắm. Mở rào. Xin chào, chào anh. Em dạ. Em là một người thích hoa nên mình tặng trước. Thôi mình trao đổi với thôi. Dạ, cảm ơn. Cho em nha. Dạ, em cảm ơn nhiều nha. Thật ra là Kazu lần đầu tiên và tặng hoa cho người khác nha. Lần đầu tiên sẽ có nhiều lần nữa đó không? Em thấy Kazu như thế nào? Vui vẻ, lịch sự và với cái phong cách nó có nét như là vừa văn phòng và vừa năng động á. Nói chung là nó cũng giống như em. Là đi Nhật Bản chưa? Em đã có đi một lần rồi. Cảm giác lần đầu tiên gặp cô gái này mình thấy trong người thế nào? Nói đi. Rất đẹp. Kazu, anh không bao giờ, chưa bao giờ gặp xinh, giống như là xinh cô gái. Chưa bao giờ gặp ai xinh như cô này. Dạ, yeah, em cảm ơn anh nha. Hôm nay là lần đầu tiên xinh đẹp. Em thích món gì? Đối với em món gì cũng như món, không có cái sở thích. Có thể ăn món Nhật Bản hả? Dạ được anh. Đi nhà em có thể đi nhà với anh được không hả? Dạ được, bình thường mà anh. Em thích du lịch không? Cũng thích anh, nhưng mà chỉ là một giới hạn nào đó thôi. Nếu rảnh thì đi du lịch nha. Dạ, nếu em rảnh. Lúc trước anh quen, anh có hay cãi nhau với người yêu cũ hay không? Không. Mà nếu ví dụ như có thì anh sẽ làm như thế nào? Nói chuyện như để giải quyết. Tại vì là anh là người nước ngoài. Dạ. Anh không thể nói như bằng tiếng Việt. Dạ. Nên chắc chắn thua. Chắc chắn thua. Thua chắc chắn là không đi tiếng Việt nên cãi lộn sẽ thua. Nên nói chung là nếu cãi lộn thì em cứ nói cãi tiếng Việt, ảnh cứ cãi tiếng Nhật, không ai hiểu với nhau, để cho nó khỏi còn mâu thuẫn luôn. Đơn giản vậy. Bây giờ anh có muốn khoảng bao lâu thì hai người đăng ký kết hôn với nhau? Khi nào cũng được, nhưng mà phải tìm hiểu nhiều. À đúng rồi. Thật sự khi mà quen á là em sẽ quyết định quen lâu dài, không phải là quen một ngày một bữa. Khi mà lấy nhau rồi anh thích sinh con trai hay con gái? Cả hai. Thích cả hai. Cả hai. Sinh con gái, con trai, cả hai thích. Bây giờ thế nào? Mọi người có thể hát tặng bạn gái một bài nào đó. Một nhóm Double Beach là có vài bài hát. Dạ. Viết bài hát. Và khi nói chuyện với người Việt Nam nói không hiểu. Tại vì là đối với người Nhật phát âm tiếng Việt là rất khó. Dạ. Khi nói là em câu này là hiểu không? Am mon di phu quốc cư. Hiểu không? Dạ em không hiểu. Không hiểu hả? Đương nhiên là em không hiểu rồi. Hầu như người Việt Nam nói như vậy. Nên chúng tôi viết bài hát. Một bài hát tên là Không Hiểu. Không hiểu. Ừ, không hiểu. Là em hiểu, có thể hiểu. Namuki Koigia. Tại vì em không biết tiếng Nhật. Ừ. Dạ. Khi đó là
không khiu không khiu phát tâm người Nhật, không khiu không khiu phát tâm người Nhật, không khiu không khiu phát tâm người Nhật, không khiu không khiu không khiu nha. Yeah. Hiểu không? Là cái bài không hiểu đó anh. Em chỉ biết là cái bài đó là không hiểu thôi. Dễ thương mà. Rồi em hát tặng anh bài Việt Nam đi. Em là người miền Tây thì em sẽ hát về một đoạn của người miền Tây. Tuy nó không hay nhưng mà mọi người gắng cố gắng lắng nghe em hát nha. Miền Tây quê tôi, ai về ai nhớ ai thương. Vượt qua Long An chờ đào hương lúa còn dương. Tiền Giang Mỹ Tho Cái Bè Gò Công Tân Phước. Gạch miếu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn. Đường đi Vĩnh Long không còn những chiến pha xưa. Xe ta bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió đưa. Trà Vinh trà cũ đón chào mời nhau bánh tét. Xa đến gần người yêu dấu tháp mười Tràm Chiêm. Hay quá. Cái bài hát đó là rất là nhiều cái vùng miền ở miền Tây Nam Bộ. Sau này nếu mà quen nhau, cô ấy sẽ đưa bạn đi tham quan rất nhiều những cảnh đẹp của miền quê Việt Nam. Nhưng mà tiếng Việt của mình là không tốt nên càng càng khó chăm chỉ. Anh là một người vui tính thì nếu như anh không biết tiếng Việt nhiều quá thì em có thể dạy kèm thêm cho anh để biết tiếng Việt chuẩn hơn nữa so với cái điều mà anh tồi tệ để anh nghĩ. Thay vì anh nghĩ nó là điều tồi tệ anh không học được thì em có thể giúp anh để nó phát triển hơn. Cảm ơn nha. Rồi bây giờ mình tiến hành bấm nút hay không bấm nút là quyền của hai người nha. Và bây giờ nhắm mắt lại nha. 3 2 1. Hết thời gian. Nắm tay nhau. Đó. Họ đồng ý hẹn hò với nhau. Kazu. Yeah, từ nay Kazu hết ế rồi. Yeah. Cảm giác thế nào? Yeah, rất rất vui. Nàng không thể nói gì hết. Không thể nói gì hết. Rất là dễ thương. Chào chú. Trời đất ơi. Đứng hình liền thấy không? Sao xinh dễ thương dữ trời. Đứng hình liền. Được, nhà gái cũng được à. Trắng như bông bưởi. Chịu, nhà trai chịu rồi. Trời ơi, tụi nó tài tài gái sắc á. Được không? Mời nhà trai. Đây, chào em trai. Ngồi đi em. Bây giờ có hai bạn trên sân khấu rồi, chúng ta cùng giao lưu với nhau nha. Bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình coi nào. Dạ, đầu tiên cho con xin được gửi lời chào đến cô Hồng Vân, chú Quỳnh Linh, bạn em bên kia và toàn thể mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tên con là Mai Lộc Xuân. Năm nay con 24 tuổi, quê con ở Đồng Nai. Hiện con đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Con công tác trong một phòng khám đa khoa với chuyên ngành bệnh lý trị liệu phục hồi chức năng ạ. À, vậy đó hả? Rồi, Xuân là Xuân ở Đồng Nai là ở huyện nào Xuân? Dạ, con ở huyện Thống Nhất chú ơi. À, Thống Nhất. Mời nhà trai. Dạ, chào chú Quỳ Linh, cô Hồng Vân. Chào bạn con. Gái, con tên là Long. Năm nay con 26. Gì Long? Dạ, Huỳnh Minh Long. Huỳnh Minh Long. Dạ, năm nay con 26 tuổi. Con quê con An Giang, con đang làm việc ở Sài Gòn. Dạ, con công việc của con là làm... lễ tân kim thu ngân của một cơ sở massage chăm sóc sức khỏe nam. Rồi, con nói cho bạn bên kia biết cái điểm mạnh và điểm yếu của con đi. Mọi người xung quanh nhận xét về con là một người khá là hoạt ngôn, vui vẻ, hòa đồng, ham học hỏi. Con cũng ưa sự sạch sẽ nữa. Ngoài ra thì con rất là coi trọng thời gian, con không thích giờ dây thun. Con coi trọng chữ tín nhất là trong chuyện tình cảm. Con còn thích nấu ăn, thích hát, thích đi du lịch. Với lại thích ngắm trai xinh cái đẹp nữa cô. Tính tình rất là cởi mở. Đó là cái đặc tính của bạn này. Mời bạn nam. Dạ con thì con cũng biết nấu ăn. Con cũng thích đi du lịch nữa. Con ưu điểm là không có hút thuốc. Nhược điểm con là ít nói chuyện. Con có cách nói chuyện. Con làm thu ngân chứ thu tiền thôi mà. Đâu cần nói chuyện với ai. Vô là thu thôi đúng không? Dạ. Hồi đó con học cái gì con? Dạ con trước con cũng học ngành y. Hành y luôn hả? Dạ. Con có nhược điểm gì không? Nhược điểm con là ít nói á, con không biết cách nói chuyện. Đã nói rồi, thu tiền cần gì nói. Đó cũng phải là nhược điểm đâu. Bây giờ nè, mình nói chút xíu được tình duyên cho đàn gái nghe coi. Có mấy mối tình nào nè? Con thì 2 mối tình thôi, trước hồi cấp 3 quen cũng lớp 12 thôi.
Thì sau lớp 12 rồi thì mình ai đi học, đường ai nấy đi. Rồi, mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai thì sau khi con đi bộ đội về thì con quen được có khoảng 1 năm trời. Con có đi bộ đội nữa hả? Dạ, con có đi nghĩa vụ về. Qua môi trường là rèn luyện nữa ha. Dạ. Bản lĩnh rồi đó. Đúng rồi, là thấy có thiện cảm rồi đó. Rồi từ lúc mà chia tay mối tình đó có 1 năm tới giờ bao nhiêu năm là chưa có người yêu? Dạ chắc khoảng 4 năm. 4 năm nay ở không đó. Giới thiệu đàn gái vậy đó. 4 năm ở không, còn mình sao này nói luôn con. Mấy mối tình? Dạ con trải qua 3 mối tình. Mối tình thứ nhất thì là thời cấp 3, thời học sinh thôi cô. Mối tình thứ hai thì kéo dài hơn 3 năm, hồi đó con là sinh viên. Thì sao tại vì là có nhiều quan điểm sống khác nhau quá nên thôi tụi con dừng lại. Mối tình thứ ba thì chị làm quen anh đó được, tìm hiểu được 2 tháng thì không cùng tôn giáo nên tụi con cũng dừng lại cô. Cái đến đây thì cũng hơn 2 năm rồi. 24 tuổi mà nó có sơ 3 mối rồi ha. Khá dữ luôn ha. Không, chỉ có một cái mối tình chào giữa cưng. Chào cưng. Một tình giữa là có thể coi là mối tình thôi, không có gì cả. Đẹp trai mà. Đẹp trai trời mà ơi. Thì tôi có nói gì đâu. Người mẫu đó. Ủa cái ông mối này ông bị cái bệnh viện nha, giống không. Như là có tật rụt rịch hay sao. Giới thiệu đàn trai mà. Bên đây ai cũng đẹp hết. Con muốn cái người bạn gái của mình như thế nào? Dạ cao, ngoan ngoãn. Tính tình thì cũng vui vẻ. Đây nó kiểu như chủ động một xíu tặng con. Nhát lắm. Nhát lắm hả? Bây giờ muốn bạn gái chủ động phải không? Khó nha. Mình trai phải chủ động chứ, ai bắt gái chủ động. Đúng rồi đó, chú Linh nói đúng đó con. Dạ. Nhát. Nhưng mà khi mà mình yêu rồi là mình phải quyết đoán, mình phải chủ động, mình phải tấn công chứ con. Dạ. Rồi những cái mà con mong muốn ở bạn gái á, thì cô nghĩ là bên nhà gái của cô là đủ, thậm chí là dư nữa đó con. Trời ơi, cô nhà gái coi. Cô rất là chảnh, cô rất là tự tin vào cái nhà điều trai mà tôi cô có sói ca chứ bộ vậy. Ủa tôi không hề nói cái gì, bên anh không sói ca, tôi chưa nói một cái gì luôn anh xui. Tôi nhà thích nhà trai rồi đó, nhà trai tôi là ngon à. Chú ơi, chú gặp nhà gái đây. Dạ. Để coi sao. Chào chú. Trời đất ơi. Đứng hình liền thấy không? Sao nó xinh dễ thương dữ trời. Đó, đứng hình liền. Được, nhà gái cũng được à. Trắng như bông bưởi. Chịu, nhà trai chịu rồi. Trời ơi, tụi nó trai tài gái sắc á. Được đó con. Con muốn người yêu của con với một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Dạ, đầu tiên thì ngoại hình ưa nhìn được chú. Tầm khoảng cao khoảng tầm 1m68 trở lên là được. Chà, ngon. 1m78 được không? Quá ưa nhìn, cao hơn. Cao quá, con sợ không bơi tới. Về tính tình thì hòa đồng, sống tình cảm, trầm tính một tí. Quá trầm rồi đó con. Dạ. Ít nói mà. Trầm dạ, quá trầm phải luôn. Phải có tinh thần cầu tiến, không vũ phu, không gia trưởng. Chắc chắn là không vũ phu rồi. Dạ, hồi nãy anh có nói là không hút thuốc rồi. Dạ, với lại là phải biết quan tâm, chia sẻ. Có quan tâm không con? Có cái này là chưa biết nè. Dạ, cũng có chứ con. Có phải không? Dạ. Đó. Hả? Bên nhà gái ta mong muốn vậy đó. Bên nhà trai tôi có hết á. Nói chung nhà trai tôi gì cũng có trơn á. Thì bây giờ hỏi gia đình đi. Hỏi gia đình đi coi sao. Tại sao con đi với ai? Dạ con đi với gia đình con, ba mẹ với vợ chồng chị. À có ba mẹ nữa. Trời rồi. Ơi. Mời ba mẹ cho ý kiến. Chú sinh gái xong mà sinh dữ vậy không biết. Hai ba. Xin giống mẹ không giờ quên đi. Mẹ. Mẹ nhỏ chắc xinh lắm ha. Trước hết em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Chào nhà gái. Và chào mọi người trong khán đài hôm nay. Em là tự giới thiệu em là mẹ của Mai Lục Xuân. Nói chung là mẹ cũng nhận định thì bạn trai này cũng được. Thì con quyết định cho nhau một cơ hội hẹn hò rồi mình sẽ tìm hiểu thêm. Hãy được thì tiến tới hôn nhân. Nhưng mà em xin muốn hỏi bạn trai tí. Thế con nhà con ở đâu? Dạ nhà con ở quê con An Giang. An Giang hả? An Giang. Miền Tây đó. An Giang. Đây. Rể của cô Kiên Giang đây. À, có người rể cũng Kiên Giang, Kiên Giang rồi. Giờ mốt là người rể An Giang nữa. Vậy thì cô muốn hỏi là gia đình con cũng vẫn còn ở dưới Kiên đó hả? Dạ. À, con chỉ lên đây con làm thôi gì? Dạ vâng, con mới lên Sài Gòn làm. À vậy hả? Dạ. Còn lại thì hai con quyết định dạ. Cảm ơn nhà gái. Con đi với ai? Dạ con đi với bác với em gái ruột của con. Chị. Chào gia đình họ nhà trai. Mời đại diện nhà trai. Em xin chào chị Hồng Vân và Huỳnh Linh. Cũng xin chào các vị khán giả. Em là bác của Huỳnh Long. Thấy em gái này cũng dễ thương thì, quá dễ thương luôn. Bác thấy là cũng được đó. Thì mong là hai cháu gặp nhau rồi cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn nhà trai. Bây giờ mở rào cho hai bên tâm đúng sự rồi. Đi nha. Đúng rồi, trai xinh gái đẹp nó gặp nhau rồi trên đó. Mở rào.
đầu đi nha. Công lệnh. Chào em. Công lệnh. Đây là con quà em tặng em. Dạ, em cảm ơn em tặng anh. Cây này thì em trồng lâu rồi, từ hồi nó dành nè, giờ nó to như vậy rồi. Từ hồi nó nhỏ như vậy. Lâu rồi anh, hơn một năm rồi. À, người ta nói á, là sen đá rất là khó chăm, nhưng em nghĩ vậy, em nghĩ là quan trọng là cái người tấm lòng của người đó thôi. Giống như là việc người đàn ông họ đối xử với người phụ nữ của họ vậy đó. Chỉ cần sự chân thành thôi. Người phụ nữ có độc lập tới đâu, có mạnh mẽ tới đâu thì cũng cần điểm tựa. Anh hiểu ha. Dạ. Rồi, hai đứa trò chuyện đi con. Cho anh hỏi trước, em hiện tại đang làm ở đâu? Dạ, em làm tại một phòng khám ở Đồng Nai luôn anh. Ở Đồng Nai hả? Dạ. Xa đúng không? Dạ, với lại em cũng thấy anh hơi xa. Đúng rồi, đang làm ở Sài Gòn. Tại vì chị em lấy chồng xa rồi nên em cũng muốn lấy chồng gần gần xíu. Hai đứa dọn về làm chung nghề luôn đi. Đúng rồi, không phải chung, tức là hoặc là đứa này qua chỗ này, đúng hoặc rồi. Là đứa này qua chỗ đó. Chính rồi xác đó, luôn vậy đó. Luôn. Chắc hai đứa hợp đó. Để em tìm việc Đồng Nai qua đó làm. Đúng rồi. Ủa, học hành y là học gì rồi con? Dạ, con học y đa khoa. Y đa khoa hả? Dạ. Bà chú Linh là có bạn mà bạn thứ dữ ở Biên Hòa luôn. Nếu cần là chú Linh xin việc giùm luôn. Xin cái gì cũng được hết trơn con. Thân mà thân dữ dằn á. Rồi bị thân luôn á. Dạ. Rồi bây giờ mình cứ tính chuyện đó đi, còn chuyện kia chú lo. Dạ. Đúng rồi. Lo bằng bạc yêu đương khi mà về chung một nhà đi. Còn cái chuyện không gian địa lý để chú Linh tính cho. Dạ. Khi nào mà quen em cảm thấy mà mình kết hôn được á. Với em thì thời gian không quan trọng, quan trọng là tình yêu đủ lớn, đúng người đúng thời điểm thôi anh. Anh thì nghĩ nếu mà mình có quen nhau á thì chắc trong vòng năm sau. Năm sau hả anh, thì giờ cũng cuối năm rồi. Không, anh cũng lớn rồi mà, anh 27 tuổi, 26 năm sau là 27 là lấy vợ được rồi. Nôn quá hả con? Nôn quá. Đàn ông 30 tuổi vẫn chưa gọi là ế mà anh. Không, tại vì nhà anh cũng có mình anh á, mà ba mẹ thì nhà cũng mong có cháu á. Anh là con một hả? Đúng rồi. Rồi nếu như mà anh lập gia đình thì sẽ về đó ở luôn hay sao anh? Tại vì anh là con một mà. Đúng rồi. Sao ba mẹ hả? Tại vì thật là em không thích lấy chồng xa. Tại vì lại em say xe nữa nên nó xa quá em cũng sợ nữa. Tại sao hai đứa không nghĩ rằng chúng ta lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh hay lập nghiệp ở Đồng Nai gì đó? Bây giờ tương lai vẫn còn dài. Sau này mình lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh mình có thể đưa ba mẹ lên, rồi biết đâu mình mua hai ba cái nhà, ba mẹ chồng bên, ba mẹ vợ bên. Trời ơi, tính cho vậy chứ nó. Dạ, nếu được vậy thì tốt quá ha. Ừ. Em hỏi anh là người ta nói là nóng giận á là một bản năng. Đúng nhưng rồi. Mà biết kiềm chế nó là bản lĩnh, thì anh đúng có bản lĩnh đâu? Bản lĩnh của anh là anh mà nóng giận là anh không có thích cãi nhiều quá, anh đi không à? Anh đi hả? Không, tại không có làm lớn chuyện lên á. Nhưng giận mà nếu như mà cãi thì anh cứ bỏ đi vậy người ta nghĩ anh không tôn trọng người ta thì sao? Hết giận rồi về nói chuyện sau chứ quá trời bùng vậy nổ. Thường thường nếu như vậy thì anh đi đâu? Thì anh đi uống cà phê rồi đi dạo, anh thích đi dạo lắm. Đi dạo mình nên khuây khỏa tí rồi anh đi về. À, bây giờ con đứng lên con nắm tay bạn gái. Con giao lưu cảm xúc chút xíu nào. Nắm hai tay bạn gái nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Dạ. Xin phép nắm tay em nha. Thật sự nói từ nãy giờ thì anh cũng thích em rồi, nếu mà có cơ hội thì mình cho nhau để mình tìm hiểu sau này, còn vấn đề đó thì từ sau này tính đi ha, ở đây còn quá sớm mà. em thấy sao? Em thấy xa quá. Thì xa thì từ từ là gần thôi. Không, bạn trai nói đúng đó con, nói chung là giờ tụi con còn quá trẻ để mà mọi thứ nó còn ở phía trước, cho nên con đừng có sợ gì cả. Trước mắt là tụi con tận hưởng cái cảm xúc mà mình đang có đi, thực sự nếu mà không thấy rung động thì thôi. Còn nếu mà thấy rung động thì cứ cho nhau cơ hội thôi con. Dạ. Em suy nghĩ đi. Dạ. Rồi, về vị trí chúng ta chuẩn bị bấm nút thôi các bạn. Bây giờ chúng ta có thể chuyện vui chút xíu, nhưng bây giờ chúng ta cần lắng lòng mình lại, nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình đi. Nếu thật sự các bạn rung động thì các bạn hãy bấm nút. Còn chưa rung động con tim thì không cần phải bấm nút. Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ trái tim của mình các bạn nha. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Như vậy là ta đã cho nhau cơ hội rồi đó. Cứ phải mạnh dạn lên vậy đó con. Bây giờ nói gì với hai bác đi, cho hai bác yên tâm
để có thể cho tụi con hẹn hò với nhau đó. Dạ. Thì trước mắt thì đã bấm nút rồi, con cũng chân thành quen hai bác, quen con hai bác. Rồi con sẽ cố gắng dành nhiều thời gian để nói Xuân. Chuyện và quan tâm bé nhiều hơn để bé Xuân. Hiểu con. Dạ. Bé Xuân. Thì bé Xuân. Đó, rồi bây giờ con xin phép Mai Lộc Xuân bật một nụ hôn. Không, không, chương trình không có hôn tay con ơi. Hôn ở đây nè, đó, hôn ở gò má của bạn. Anh xin phép cho anh hôn gò má em một cái nha. Ừ, rồi. Rồi, nhà trai. Mời đi em trai. Xin mời nhà gái. Em trai giới thiệu về mình đi. Dạ em chào anh Quyền Linh. Rồi, chào, chào chị Ngọc Lan. Và dạ, chào bạn nữ bên kia cùng khán giả. Em tên là Thái Ngọc, năm sinh năm 93. Em quê Sóc Trăng, hiện tại là đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Thái Ngọc làm gì? Dạ em làm bác sĩ thú y. Bác sĩ thú y hả? Dạ làm bên mảng chó mèo. Là chích chó mèo đó hả? Dạ. Ồ, ngành này xu hướng đó nha. Ngành này giờ khá lắm à. Xin mời nhà gái giới thiệu về mình. Xin chào quý vị khán giả và chị Ngọc Lan và chú Quyền Linh. Dạ, con tên là Võ Nguyễn Như Muội. À, tên thường gọi là tên Kỳ An nên mọi người cứ gọi con Kỳ An nha. Thôi gọi Muội cho dễ thương đi. Muội sinh năm mấy? Dạ, con sinh 1994. Muội làm gì Muội ơi? Dạ, hiện giờ con đang là kỹ thuật viên của bên spa tại Cần Thơ và hiện giờ đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ. Rồi, nhà trai có ưu điểm, khuyết điểm gì nè? Dạ em có cái khuyết điểm là kiểu như gặp đám đông vậy nè, bắt đầu em bị khớp, rồi bắt đầu em diễn đạt cái ý của mình á, nó không có rõ ràng, có khi người ta không hiểu được hết. Với lại em cũng hay bị áp lực cái vấn đề như là tốc độ công việc á, cái tính chất lúc nào em cũng muốn làm cho nhanh hết, em tự động em áp lực vậy đó. Có nhiều khi á là công việc kỹ nhưng mà em cũng gán làm cho nhanh nè. Ví dụ này nguy hiểm á, kỹ phải kỹ, chích nhiều khi nhanh quá nó chích lộn. Đúng rồi, cái tính này dường như là chưa không có bình tĩnh đó. Còn về cái phần ưu điểm thì em chịu khó, với lại em độc lập được tài chính. Rồi á là em thích nghi với môi trường nhanh, có nghĩa là tiếp xúc với đồng nghiệp hay là gì đó thì em sẽ tự thay đổi mình hoặc là hòa nhập với một cái môi trường, mối quan hệ nào đó nó nhanh hơn. Rồi khi mà nếu mà có vấn đề xảy ra thì em thường em sẽ ít khi nào mà em nóng liền hoặc là tranh cãi liền, mà em đặt cái mình vô cái vị trí của người ta rồi bắt đầu em mới có thể là không giải quyết được liền, nhưng mà em sẽ để sau mình giải quyết lại. Được, cái này được. Dạ. Dù khi mình nóng quá giải quyết nó sẽ bất lại. Rồi mời nhà gái. Nhà gái. Em điểm mạnh thì là biết lắng nghe người khác, nhưng mà cũng là khuyết điểm luôn, là đôi khi mà lắng nghe mà câu chuyện vui thì em sẽ vui theo cái niềm vui đó, nhưng mà nếu mà chuyện buồn thì em sẽ hơi bị khó chịu và buồn theo. Và ngoài ra là biết nấu ăn và rất là thích nấu đồ chay, ăn đồ chay rất là thường xuyên. Còn nhược điểm của mình hiện tại và không bao giờ sửa được chắc là làm đồ ăn mà chế biến là thịt sống. Hả? Là sao? Là em không thể chế biến được cá, tại nó có mùi tanh là em không thể làm được. Và em không thể mặn gà được, em không thể đựng được. Dạ. Thật ra cái này cũng đức tính tốt đó, cái tâm tốt đó. Đôi khi trong công việc á, mà gặp khách hàng mà nó nặng chút xíu á thì mình sẽ không có bật lại đâu, mình sẽ là tìm cách giải quyết, nhưng mà của em là vấn đề này hơi chậm á, cái đó là nhược điểm hiện không giờ. Không nhược đâu em, cái đó là tốt đó. Em bật là khách hàng ta bỏ hợp đồng luôn á chứ bật. Không, nhưng mà đúng là bạn này nói là nhược điểm là cũng có phần có lý nha. Tại vì nhiều khi có những vấn đề chúng ta cần xử lý liền thì bạn này là chưa có tìm ra được cái hướng xử lý liền ngay tại chỗ đó. Hai đứa này mà hai đứa nóng một lúc là hai đứa tự nhịn nhau hết. Em còn cái nhược điểm nữa. Nhược điểm của em là thường tại vì cái vẻ ngoài á, cái khuôn mặt á, em chủ động em vui em cười thì nó sẽ vui, nhưng mà nếu mà em bình thường hoặc là em đang có chuyện buồn là em không có che giấu được, thì giống như là người ta biết mình buồn liền. Em khó làm cái chuyện đó. Cho coi bây giờ ví dụ mặt không cười coi. Mặt mùng 1 Tết gặp người ta vui lắm á. Mặt không cười buồn thiệt. Nó buồn lắm. Thay đổi từ từ thôi. Không sao, cũng đẹp trai mà. Đẹp bác trai. Sĩ trời ơi, tôi nói con rùi nó đậu rớt. Nội ơi, láng dữ dùm đi. Sức cái gì mà láng dữ? Sức dầu dừa hay gì? Dạ đâu rớt, tại em vuốt keo thôi. Vuốt keo hả? Chuẩn bị kỹ quá ha. Kỹ quá. Bác sĩ Thu Y, tình trường sao nè? Dạ tình trường em thì có hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì cái đó thời đi học thôi đó. Qua
thì cho qua. Còn cái mối tình thứ hai thì kéo dài được 4 năm. 4 năm, sâu đậm đó. Dạ. Sao chia tay? Yêu nhau thì thời gian đầu nó vẫn là một tình yêu đẹp lắm. Ừ. Cũng kia, nhưng mà về dần cuối bắt đầu người ta quá quen với cái sự có mặt rồi đó. Có thể là đến từ cả hai luôn là không còn chia sẻ nhiều với nhau nữa. Hoặc là nó cuốn vô cái cuộc. Từ từ nó xa nhau đúng không? Dạ. Tôi qua tôi hỏi nhà gái coi. Đúng. À, chào em gái xinh đẹp, dễ thương. Nhà có nuôi chó không? Dạ có nuôi ạ. Có mèo không? Dạ cũng từng nuôi luôn. Có bao giờ đem tới bác sĩ thú y lần nào chưa? Có rất là nhiều lần luôn ạ. Mấy ông có làm khó chịu mặt gộ đơ không? Mà không biết sao gặp con thấy vui à. Gặp con vui hả? Dạ, mỗi lần con chở chó mèo con đi là mấy chú niềm nở lắm. Sao niềm chắc nở? Là khách mối. Khách mối mà đâu niềm nở. Cái ông bác sĩ bên kia kìa, đôi khi ông buồn người ta khách hàng người ta thấy ông buồn người ta cũng không có vui. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ con hiện 3 mối tình. Mối dài nhất nhiêu? Mối đầu tiên là chắc là năm nhất cao đẳng á. Có quen vài tháng thôi bị cấm sừng. Đang chạy xe bốn 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 trên đường qua cầu. Gặp bạn chở người ta. Quan trọng chở mà có thấy ôm không? Ôm luôn. Rồi có hỏi không? Gái ta nhiều khi không có đâu. Ôm cứ ngắt là chạy qua mà cây cầu dài như cặp sừng của con nha. Trời ơi thấy thương không? Rồi bỏ. Bỏ luôn. Đúng rồi. Năm sau quen bạn mới. Và bạn nó dễ thương lắm. Mấy năm? Dạ, quen cũng được 3 năm quá. Ừ, rồi sao? Gia đình tính cuối. Nhưng mà lúc đó là chưa có việc làm ổn định rồi. Năm đó là nhà gặp vấn đề rất là nhiều. Ừ. Rồi con bị stress rất là nhiều mọi hướng nữa. Nên xin hủy hôn. Trời đất ơi. Mối tình thứ ba, khách làm mai cho ấy. Quen được vài tháng rồi, bạn nó cũng xuồng. Đó, thấy chưa? Ai muốn người xưa xuồng người ta? Bây giờ đã đến lúc người ta tập trung vô là có người yêu để lấy chồng chưa? Con nhất quyết là năm nay 2022 là cưới đó. Cưới ha. Trời ơi. 2022 cưới nha. Bác sĩ thú y được không? Em ha. Em. Em đó. Dạ nha. Mỗi ngày con cứ đứng đó thu tiền chó với mèo thôi cũng ngon nữa. Không sao đâu, bạn cứ lo chó đi, con lo cho bạn được. Đó. Trời ơi. Được. Lành quá trời. Rồi giờ mình bác sĩ đây có người này cũng hỗ trợ là cũng được lắm á. Dạ. Rồi gu nhà trai sao chia sẻ cho chú Quyền Linh nghe nè. Phụ nữ thì phải chung tình, nói chung thủy một chút, đừng có lăng nhăng thôi. Còn mọi thứ còn lại về ngoại hình thì em không quan trọng, tại vì ngoại hình có thể nếu mà không đẹp thì mình đi sửa lại. Đúng đơn giản quá. Bạn Nam ơi, mình muốn đi sửa là bạn cho phải không bạn Nam? Thì muốn thì gán để dành thôi, chừng nào có thì mình sửa thôi. Vậy là tự mình gán làm hay bạn cho mình làm nè, mới quan trọng. Mình là đàn ông thì mình làm chứ. Mình làm cho lấy tiền cho phụ nữ đi sửa hả? Tôi rất là ít thấy ông đàn ông nào mà đi làm kiếm tiền cho bạn gái đi sửa sắc đẹp nha. Không có. Ít lắm ha. Không có trời. Vấn đề chỗ là đã yêu thương nhau thì cái gì cũng có thể chấp nhận được hết trơn á. Bây giờ nhà gái nè, mẫu hình lý tưởng của nhà gái sao? Con không có mẫu hình lý tưởng, tại mỗi người mỗi vẻ mà. Quan trọng là sạch, nhìn hợp mắt, nhìn ok, nhìn cao 1m7. Hơi tròn trịa mũm mĩm đi, tại em thích tròn trịa mũm mĩm dễ thương. Đừng có ăn nhậu nha. Nhưng mà ăn nhậu với con thì được. Đi thì ăn nhậu mà ngủ con theo là ok. Thoải mái lắm. Với không có rau. Con ghét rau cực kỳ. Con không thích rau đâu. Rau khó chịu lắm. Con nói thiệt. Rau nó có nhiều cái đặc sắc lắm. Rau làm gì ta có rau làm gì khó chịu cô. Thôi không có được, không có hả? Con không thích rau đâu. Nhìn sạch sẽ, nhìn dễ thương. Ta có rau, ta đâu có dơ. Ta có rau, ta vẫn sạch mà. Em mà rau như thế nào hả? Đôi khi cái rau ở trên thôi nhìn cũng ok hết. Nói chung là em có đâu rồi đó. Không thích gì nữa nè. Không thích ăn nhăn. Lăng nhăn. Dạ đúng rồi. Con không thích ghen. Không thích ghen luôn. Dạ. Bạn Nam hiểu công việc con chút xíu đi. Là sẽ không có ghen đâu. Tại công việc của con là tiếp xúc là đa số nữ thôi. 2% còn lại là nam. Nhưng mà xin lỗi nha, BD hết rồi lấy gì chơi. Trời đất ơi, sao không biết BD. Đôi khi đi làm bạn bè với nhau á, rồi chụp hình bạn nam thấy ui chuỗi thằng này đẹp trai ngon quá rồi ghen, không có được như vậy. Thật ra cái đó dễ lắm, mai mốt bạn bè em cứ cho đi chơi chung. Em đi đâu chơi với bạn em dắt bạn trai em giới thiệu.
nó cũng tốt hơn cho mối quan hệ của mình nữa. Nhưng mà bạn em nữ không đi thì mất bồ, mất bồ. Thấy chưa? Đó, thấy chưa? Cũng bà không. À, ghen bà sợ á, bà chụp hình với con trai, bà sợ người ta ghen. Rồi bây giờ bà rủ người ta đi chơi chung á thì bà kêu con gái không mà mất bồ. Không, bây giờ cưới về đi rồi đi kiểu gì cũng được. Trời ơi, cô này là cũng mệt lắm ạ. Giờ đi với ai nè, cô gái đi với ai? Dạ, bữa nay thì đi với bà nè, với mẹ, bà bạn nữa. Rồi mời đại diện nhà gái đi nào. Chào MC Quyền Linh và cô Ngọc Lan. Dạ. Tôi tên là Ánh Ngọc, là bà của Như Mũi. Bà nội hay ngoại? Bà mợ. Bà mợ. À dạ. Mình thì không có ý kiến gì, nhưng mà nếu mà gặp nhau đã làm cái duyên thì có cơ hội thì hai cháu nên tìm hiểu thêm. Tôi xin hết. À rồi, xin ý kiến mẹ cái coi. Nhận xét thì chú này cũng dễ thương. Cảm ơn. Nhưng mà cũng chắc có thời gian tìm hiểu nhau hơn. Mà mẹ cũng cho quyền của con, cái đó là cái cuộc đời của con và quyết định của con sau này. Rồi, cảm ơn mẹ gái. À, anh trai đi với ai? Dạ em đi mình. Một mình hả? À, nhà dưới quê cũng hơi xa đúng không? Cho hai nhà gặp nhau gặp thôi. Nhau đi. Bỏ rào. Gửi em cái bó bông. À em gửi anh nha. Rồi em cảm ơn. Cái này của em là cái này cho em làm và kinh doanh thêm tại mảng của em thêm. À, cái này là mứt vỏ bưởi nha. Rồi anh có thể ăn thử không? À rồi. Ăn đi nhìn đi. Rồi được ha. Rồi có gì mà anh kinh doanh bên spa à, lộn, anh kinh doanh bên thú y á, có gì anh kinh doanh thêm cũng được không sao. Em để giá sĩ cho nhá. Cảm ơn. Chưa dễ chân lôi kéo người ta làm buôn bán giống mình hả? Mình đây là khách hàng của em thêm đó. À, cảm ơn hoa của anh nha. Dạ. Cảm ơn bánh của em nha. Dạ rồi, cảm ơn anh. Em muốn ôm hay là muốn để đây? Rồi. Hai bạn ngồi đối diện với nhau trò chuyện đi. Lần đầu tiên gặp nhau cảm nhận như thế nào về nhau? À, trước nha. Rồi. Thì mới kéo ra thì em hơi bất ngờ về anh chút xíu, là nhìn anh rất là giống bạn học của chị hai em. Chị hai em cũng học bác sĩ nữa, nhưng mà bác sĩ đa khoa. Thì khi kéo màn ra em nhìn anh, hết hồn một chút xíu. À, anh ok. Được. Anh trai ấy. Anh thấy em đẹp. Cảm dễ thương anh. Em cười cũng đẹp nữa. Nhưng mà tại vì anh có nhiều nhận xét, mà tại vì anh hồi hộp quá, anh không nói được. Với lại anh lên đây là thật sự anh nghiêm túc để mà hy vọng là tìm được một cái mối quan hệ á, nó gắn chặt với cuộc đời của mình. Có thể là 2 phút này nó cho qua nhanh, nhưng mà anh hy vọng 2 phút này nó sẽ là một cái bước ngoặt của cuộc đời anh, có thể là nó một cái gạch đầu dòng cho cái trang sách mới. À, anh thấy em sao? Anh thấy em dễ thương. Thích không? Thích. Với lại em lanh, có thể là em sẽ bù lại cho anh cái đó. Tại vì anh bình thường nếu mà ở ngoài thì anh sẽ không có ít nói tới nổi, nhưng không nói chuyện được gì đâu. Mà bữa nay anh run ha. Rồi. À, anh biết nhậu không? Biết. Anh nhậu nhiêu lon? Anh nhậu một vài lon à, nhưng mà anh hiếm khi nhậu lắm. Thôi không sao đâu. Tại vì chắc 2-3 năm nay chắc anh nhậu chắc 1-2 lần gì à. Thôi không sao. Nhậu ít được rồi. Đừng nhậu nhiều quá, em không thích ăn nhiều đâu. À. Anh uống một vài lon thì vui thôi, ok. Ừ. Em đi nhậu anh cho không? Cho bình thường. Nhưng mà cái tật của em nhậu phải kêu về nha. Nhậu. Anh phải điện kêu em về nha. Nhậu. Đôi khi không có người kêu về cái em vui với bạn quá vui luôn. Nhậu anh đi đón về. Hứa nha. Không có la nha. Ai mà nói lớn với em là em giận, em buồn cả ngày, em buồn hoài luôn. Anh ít nói lớn lắm. Không có nói lớn. Ừ, em làm sai anh nạt em không? Không có nói lớn mà tự nhiên nạt không? Không. Không nạt nha, hứa nha. Mọi người nghe rồi đó, hứa nha. Mười mốt mà bạn nạt
con đăng Facebook mà mấy mọi người vô mà phẫn nộ bạn nha. Không nói vậy thôi chứ thôi gia đình mà đâu có đăng Facebook. Rồi con có nạt người ta không? Thôi con hiền lắm, đâu nạn chi. Kiếm trò gì chọc chọc chơi. Dù ghen đó nói coi sao. Và ghen nữa. Bạn ghen thì không, cái bạn này chắc là bị một vấn đề gì đó nên đôi khi bạn ghen thì ghen cũng không có gì, nhưng mà đừng có ghen quá, đừng có ghen quá. Đôi khi em đi chơi, em có một thằng bạn nam chơi với nhau là từ hồi còn mầm non mới nhú luôn, chơi với nhau thân lắm. Nhưng mà bê đê thiệt, đôi khi chơi thân quá mà chụp hình, đôi khi quá thân á chụp hình dịnh nhau rồi nó không có ghen nha. Dạ không ghen, hứa nha. Hứa. Chắc hứa. Biết đâu tự nhiên có lúc mà đó nó không còn bê đê nữa. Không, người ta có chồng rồi chú ơi, không ai biết được. Ghen thì ví dụ như là trừ khi là em chụp hình hoặc là em hôn người ta đó. Thì lúc đó có thể là anh sẽ ghen chứ không phải là chụp hình chung mà ghen. Anh đừng có lo, em bị dị ứng với trai. Không, con nói thiệt, con có đặt gì bạn đó đó. Em nói thiệt đó luôn. Đây, em với mẹ em đi khiêu vũ, con có học khiêu vũ rồi, nhưng mà con nhảy là nhảy cha 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 thôi, rumba thôi, van không nhảy được, tại người ta đụng vô người không có được, ngộ vậy đó. Nên bạn nam cứ yên tâm đi nha. Có, nếu mà anh á mà có ghen, anh nói phải liền, ừ anh không thích người đó ABCD các kiểu, chứ đừng có để trong bụng nghe. Đôi khi á anh là người sống nội tâm, đôi khi em cũng vậy, đôi khi anh không nói em không nói là em cũng không biết anh này như thế nào đâu. Em cũng vậy nha, có gì em không thích thì em nói cho anh biết, chứ đừng có nhịn nhịn gì đó mà còn không biết nữa thì thôi. Có khi anh không biết thiệt, có khi anh làm sai nhưng mà anh tưởng là anh đang làm đúng. Thì cái này có gì thì em nói luôn, nói là em không thích vậy. Em giận anh dỗ không? Em làm sai mà em nhõng nhẽo, em giận anh gì đó, anh dỗ không? Dỗ. Chết rồi. Gật gì thôi, với người ta cười gật thôi. Thì... dỗ nha, không dỗ không giận luôn á. Có dỗ sao? Anh nói gì nữa không? Đó. Gùng quá. Hẹn hò sao? Hẹn ở hò xa thì... đang ở xa lắm đó. Em thường thường em rảnh ngày nào? Một tuần em sẽ được nghỉ một ngày. Thì nói chung là tùy theo sắp xếp công việc của mình thôi. Nhưng mà hiện giờ ở bên em thì đổi lại lịch làm một tháng cho nghỉ 3 ngày và tự lựa chọn ngày. Anh thì anh dễ hơn, tại vì anh làm chung với hai anh em thì anh muốn về thì anh kia làm. Thì đó, ví dụ như là khi nào em cần dặn gì đó thì em nói về anh có thể anh về được, chứ không có đợi tới một cái ngày nào đó cụ thể. Anh thích đi du lịch không? Anh thích đó, nhưng mà anh không có từng đi. Anh đi đi làm thôi, nhiều chỗ thôi, chứ không có là chính thức đi du lịch ở một cái tỉnh nào. Nhưng mà từ ở Cà Mau đổ về lên Vũng Tàu là anh đi hết rồi. Anh đi làm thôi chứ không phải là... Dạ anh thích đi du lịch mà đúng không? Anh thích đi du lịch. Rồi ngoài ra anh thích cái gì? Chưa đi Đà Lạt. Cái Đà Lạt hả? Mình cũng muốn đi Đà Lạt, muốn đi biển Vũng Tàu, đi biển Nha Trang gì đó, thấy người ta chụp hình mà anh chưa được đi. Tháng 10 mùa hồng đẹp đó. Anh có sở thích gì nữa không? Anh sở thích nhiều lắm anh, nhưng mà bây giờ không còn được chơi nữa, như là anh chơi thể thao đá banh nè. Anh đi coi đá banh. Nói chung là về vấn đề thể thao đó. Nhưng mà bây giờ vì tính chất công việc với lại mình lớn rồi, mình không có thời gian để mà làm chuyện đó nữa. Nhưng mà anh thích nhiều. Em thích cái gì? Em thích cô gái đẹp. Không, em nói thiệt đó, em thích gái đẹp lắm. Mười mốt em gặp gái em cực hiệu hỏi anh nè. Thích ngắm gái hỏi không? Hỏi anh cái gì? Thích chị đó không? Chị đó đẹp không? Thích ngắm gái không? Thích chứ sao. Nhìn mặt mà trai mà. Bà này rồi sao nó thích hình. Sao nó ví dụ anh nói anh thích thì sao? Anh thích đi dân lẫy chơi, dân lẫy kiếm người vỗ chơi. Chiều được không cưng? Được. Thấy ca này mệt đó. Vì cái nụ cười của mỗi là chắc em làm gắng làm.
Thế nào ha? Nhưng mà nó cũng nằm trong cái hành vi ứng xử của em mà đó giờ nó vậy à. Nó cũng không có đến nỗi gian tuông hay là kiểu mà nạt nộ đâu. Về quan điểm là về sinh con đầu lòng, đứa nào thích trai gái gì nữa trao đổi với nhau biết đi. Bạn sao? Anh. À, anh sao? Ngày sinh con đầu lòng thì trai hay gái gì cũng được. Trai gái cũng được. Anh dự định kết hôn của mình là như thế nào? Anh dự định kết hôn thì tại vì anh cũng đã chuẩn bị rồi, chuẩn bị trước là chuẩn bị không được nhiều. Nhưng mà cũng có chuẩn bị rồi, mai mốt ví dụ như là dọc định ra kế hoạch cuối năm nay hoặc là qua năm sau gì đó. Tại vì anh dự định là tháng 3 năm sau anh sẽ về miền Tây anh làm chứ không có cố định ở đây. Anh không muốn về xa nhà nữa. Có thể là Cần Thơ, Hậu Giang hoặc là Sóc Trăng gì đó. Tùy theo cái điều kiện kinh tế của bản thân anh rồi anh có thể làm ở đâu. Ví dụ như anh có được nhiều giống như là một cái số tiền mà mình kế hoạch lớn rồi đó, đủ làm thì anh làm ở Cần Thơ, còn không thì anh sẽ rút về Sóc Trăng anh làm luôn. Thì nhưng mà anh cũng sẽ về qua năm sau, cỡ qua Tết. À dạ rồi. Nhưng mà tại vì anh dự định anh làm xong mọi chuyện rồi đó, kinh tế anh ổn định rồi thì có thể là giữa năm sau mình cưới, hoặc là muốn thì cưới trước Tết luôn, tại ba anh cũng kêu cưới trước Tết đi. Cưới xong rồi làm ăn sau cũng được, hoặc là làm ăn. Bây giờ bác sĩ tới nắm tay cô gái đi. Nhìn thẳng mặt cô gái. Nãy giờ mình nói chuyện cô gái, mình cảm xúc gì đó, mình mong muốn gì đó, mình thích hay không thích thế nào đó mình nói đi. Nắm hôi nắm chặt đuối vậy trời. Mấy năm rồi chưa nắm tay ai? 2019. Trời ơi, 2019 tới giờ mọi người ơi, hẹn chi nắm rồi nó lạnh, nó gung hết trơn luôn. Nếu mà em cho anh cơ hội thì những vấn đề của em có thể là không phải là bữa nay hoặc là nhiều vấn đề khác trong cuộc sống thì em nói cho anh rồi bắt đầu. Có thể anh nói vậy thôi nhưng mà có nhiều vấn đề khác là em bắt gặp là anh có nhiều nhược điểm khác nữa. Nhưng mà nếu mà em nói thì anh sẽ sửa, anh sẽ thay đổi. Dạ vâng. Thay đổi để cho phù hợp với em hơn, để cho cái cuộc sống nó ít có gây lộn hơn. Dạ, cái đây mình sẽ tìm hiểu với nhau nha. Rồi từ đây tới cuối năm lận, đúng không? Sẽ tìm hiểu ha. Em gái muốn cái gì nói đi. Hả? Muốn cái gì ở nhà trai cứ nói đi, mong muốn gì. Khi mà anh quen em, anh cần làm gì, khi cưới em cần gì đó. Gán làm nha. Nói đi. Làm. Dạ đúng rồi. Thật sự anh rất là quan trọng cái bữa nay. Anh để ví dụ như cái bữa quay cách tin là anh đã mất ngủ rồi. Rồi xong rồi hôm qua là anh không có ngủ được luôn. Anh ủi đồ xong rồi này kia anh trông cho trời sáng. Vậy đó, thật sự anh rất là nghiêm túc. Dạ, rồi, cảm ơn. Rồi em gái mong muốn gì ở nhà trai cứ nói đi. Mong muốn bạn hả? Nói là em muốn anh quen em phải như thế này như thế kia. Rồi khi anh cưới em phải như thế này thế kia. Tiền bạc anh giữ em giữ gì mong muốn nói hết cho người ta nghe. Ông đi muốn bạn cố gắng làm việc này đi. Rồi gắng làm. Dạ gắng làm nha. Rồi hỏi coi bây giờ mày muốn lấy giao tiền ai giữ gì đó hỏi đi. Cái này là về nhà sẽ sắp xếp không, riêng nói luôn hứa trước mặt mọi người luôn đi. Chú Hằng Linh hỏi kìa, bạn trả lời có. Sao chú Hằng Linh hỏi thì nếu mà làm hỏi chứ về thì ví dụ như là dạo giữ hết. Ví dụ như là ví dụ em kiếm được 10 triệu về thì trong đó em cũng anh cũng có kế hoạch gọi lương của vợ anh nằm trong cái tiền của anh luôn, rồi còn nhiêu là em giữ. Có nghĩa là em được quyền xài, ví dụ như anh đưa cho em 10 triệu nhưng mà bản thân em thì cũng được xài 5 triệu trong đó, còn 5 triệu là để chung dành. Em để dành em chừng nào em muốn gì mua. Dạ em cảm ơn anh nha. Trời ổng luôn quá mẹ ơi. Giờ hai đứa nắm tay cô, hát nhau kìa. Bữa nay con xin phép cô để cho con được làm quen với bé muội. Rồi con cũng hy vọng là tụi con có kết quả tốt đẹp hơn. Dạ con xin phép cô. Dạ giống anh. Muội hát bài tặng cho thằng trai đi. Con hát tệ lắm. Tệ nó. Con không biết hát, con nói thiệt á, cái gì cũng hay hết trơn á mà cái hát này tệ, không dám hát. Bác sĩ hát đi bác sĩ. Yeah. Hát đầy dương xanh cùng hải âu bay, đưa ta đi khắp đất trời này.
Chỉ cần em bên cạnh anh thôi, bão giông cũng kệ thôi. Nụ hoa rơi dịu dàng trên môi, cho tim anh rung động bối rối. Trời xanh với mây ngàn kéo tới, yêu mất thôi người ơi. Cái này tập hơi lâu đúng không? Em cảm ơn anh nha, bài hát rất là hay. Rồi, trở về ghế đi các bạn. Mũi có cái mụ cười trong mắt giống em. Đúng rồi, hồi nãy em cũng nhìn thấy. Rồi, hai đứa về ghế ngồi đi nào. Đã đến lúc chúng ta đưa ra quyết định của chính mình. Các bạn để tay vào nút bấm các bạn. Chúng tôi để thời gian các bạn nói chuyện rất là nhiều để ta có thể hiểu nhau một phần nào đó. Bây giờ chúng ta chỉ quyết định bằng chính trái tim của mình thôi các bạn. Nhắm mắt lại, lắng lòng mình 30 giây, kiểm tra xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Trái tim chúng ta có một chút rung động gì chưa? Bởi vì chúng ta có thể nói vui được, có thể đùa được, nhưng giây phút này không thể đùa được. Chúng ta bấm nút là chúng ta phải chịu trách nhiệm về nút bấm đó. Bấm nút là để thể hiện tình yêu của nhau, để hiểu nhau và đi xa hơn. Chứ không phải bấm nút vì một ai đó, bấm nút vì bất kỳ điều gì nữa các bạn nhé. Thật nghiêm túc khi bấm nút, chuẩn bị. Quyền quyết định là của bạn. Nếu chúng ta cảm giác không rung động, đừng bấm. Nhưng nó bấm nó cho nhiều người khác. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Đấy, chính thức mình đã hẹn hò với nhau đó. Tôi thấy lo cho chàng trai quá. Không, thật ra không có lo đâu. Thật ra thế này nè, chú Linh rất là thích cái tính của con. Nói gì nói trong cuộc sống tất bật mưu sinh này, nó cũng cần một chút vui, hài hước như thế để nó quên đi những buồn phiền trong cuộc sống. Nhưng trong sâu thẳm cái tiếng cười đó, cái sự bông đùa đó, nó là một cái chiều sâu về suy nghĩ rất là kín kẽ luôn. Bạn trai ở đây á, hơi hiền chút xíu, chậm chút xíu, nhưng với sự hỗ trợ, bổ trợ của bạn gái thì chúng ta sẽ tạo nên một cái cặp rất là hoàn hảo luôn. Bạn gái rất là thông minh đó, nha, rất là vui luôn. Nói gì nói, đây là con người phải nói là cũng sâu sắc lắm đó. Cố gắng giữ lấy, quan trọng có giữ được hay không thôi. Chứ thật ra là chú thấy là cặp đôi này hợp đó. Chú tin điều đó, bởi vì nhìn mẹ với lại nhìn bà đó, chú tin rằng ở cô gái này có một sự chân thành rất là lớn luôn. Hả? Chị, chú thích cái tính đó. Chị thì thấy là cái quyền quyết định trong gia đình của các em á là do em. Đúng rồi. Em là nóc nhà đó. Cho nên là vui hay không là cũng do em, buồn hay không là cũng do em. Nói chung nên đại đa số nóc nhà là phụ nữ kiểm soát đó. Kiểm soát nó nghe không? Không, dễ thương. Thật ra cũng không có gì nó quá lắm đâu. Kiếm được một cô gái mà luôn mang nhiều cái nguồn năng lượng như thế này thì rất là khó nha quý vị. Quan trọng là chàng trai này phải chịu được cái áp lực đó. Nó chịu được. Thật ra cậu này là rất là bình tĩnh, kiên nhẫn nữa ha. Và hai đứa sẽ bổ trợ cho nhau rất là nhiều. Bây giờ nè, trước mặt mẹ với bà nè, hứa cái gì đi. Hả? Con xin cảm ơn mẹ với bà đã cho phép mà muội lên đây chương trình để con có cơ hội được nắm tay ngày hôm nay. Con nắm tay rồi, con xin hứa con sẽ làm mọi cách, sẽ không buông tay muội ra đâu. Chỉ có anh muội buông tay con. Có thể, nhưng mà con sẽ cố gắng nắm thật chặt cái đôi tay này, đi càng xa càng tốt. Hay quá. Mùi nói gì đi. Mùi nói gì, có bà có mẹ nè, mùi nói gì đi. Mình lớn rồi đó. Đây là một gia đình, có thể nếu chăm sóc nó đến lúc đâm hoa kết trái, nó sẽ hạnh phúc mãi mãi luôn đó mùi. Nói đi. Con hy vọng cuộc sống sau này thì sẽ im ấm. Sẽ im ấm. Im ấm. Dạ, con hạnh phúc là được im ấm thôi. Dạ. Rồi. Nãy giờ tôi mới thấy giây phút này là nghiêm túc nhất của bà đó. Rồi chứ chị cũng rất là thích cái tính cách của em, cứ giữ mãi cái nụ cười, giữ mãi cái tinh thần như vậy nha. Dạ. Cảm ơn chị. Chương trình có một số... quên, mình còn làm một cái thủ tục. Đâu rồi, không đâu. Xin phép bà với mẹ cho con không muộn.
Đó, bây giờ bạn hôn tay mình đi. Nồi không quen, ngại lắm. Cô ấy là một con mèo nũng, gọi là con mèo nũng nịu ha, một con chó đỏng đảnh ha, cố gắng chăm sóc cô ấy nha. Chứ coi như là nũng nịu lắm luôn á. Tôi thiệt, tôi bây giờ tôi cũng nũng nịu như vậy. Tới cái tuổi này còn vậy, nhưng lớn lên chút xíu nó sẽ bớt dần đi, không sao đâu ha. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Hy vọng là người lớn sẽ hỗ trợ các bạn nhỏ để các bạn có thể tìm được giá trị hạnh phúc và yêu thương. Ở đó chúng ta sẽ có một gia đình rất là ấm áp.